Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Rock F2P. Và nếu các bạn là một người mới chơi tựa game Rise of Kingdoms, có lẽ các bạn cũng cảm thấy rằng việc để lên một vị tướng cam trong game là không hề dễ dàng. Các bạn phải mất tới 700 tượng, tính cả 10 tượng triệu hội vị tướng đó thì các bạn mới có thể lên mắc được những vị tướng cam này. Và trong video ngày hôm nay của chúng ta, mình và các bạn sẽ cùng đi tìm những cái cách để các bạn có thể kiếm được nhiều chọc vàng nhất trong game. Nếu các bạn cũng là một người yêu thích tựa game Royal Kingdom thì đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh. Ở đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chơi tựa game này một cách chi tiết nhất và làm sao để có thể đạt được cái hiệu quả cao nhất. Và cái cách đầu tiên mình muốn chỉ cho các bạn để lấy được chọc vàng ở trong game, đó chính là các bạn úp VIP cho mình. Thì ở trong tựa game Royal Kingdom hiện tại, từ mốc VIP 10 trở đi là các bạn bắt đầu có thể nhận được chọc vàng hàng ngày rồi. Ở VIP 10 các bạn sẽ nhận được một chọc vàng một ngày, VIP 12 sẽ là 2 chọc vàng và VIP 14 sẽ là 3 chọc vàng. Hiện tại thì trong game VIP cao nhất mới chỉ là VIP 18 thôi, và ở VIP 18 thì vẫn chỉ dừng lại ở 3 chọc vàng, nhưng bù lại các bạn sẽ có cái rương vật liệu. Và nếu mà nói về tầm quan trọng của chọc vàng và cái rương nguyên liệu này thì mình nghĩ là chọc vàng nhiều anh em sẽ thích hơn. Một cái rương này mình tính là giá trung bình nó khoảng 600, một cái chọc này thì giá nó khoảng 1000. Rõ ràng là trong tương lai nếu mà có VIP 19, 20 không loại trừ khả năng là sẽ tăng cái số lượng chọc hàng ngày lên. Nhưng mà đấy là chuyện của tương lai. Thì khi các bạn chơi game ấy, các bạn phải đặt cái mục tiêu là lên VIP 14 nhanh nhất. Bằng cách nào? Bằng cách là các bạn sử dụng tất cả những cái số lượng game các bạn có. Các bạn hit rương vàng từ bot để các bạn dồn hết vào điểm VIP. Từ đó các bạn lên VIP 14 nhanh nhất. Cứ đến tiêu game các bạn sẽ mua 50.000 điểm VIP. Đến khi nào lên VIP 14 thì các bạn dừng lại. Tức là trước khi VIP 14 các bạn đừng có dùng game để làm một cái việc gì khác. VIP 14 là chân ái anh em. Chỉ riêng cái VIP 14 này, 1 năm 365 ngày đã cung cấp cho các bạn 365 nhân cho 3 là bằng 1095 tượng mỗi năm. Và số lượng tượng này là tương đương với các bạn đã gần mắc được một vị tướng cam rưỡi rồi. Cộng thêm những cái event mà mình sẽ liệt kê ngay phía sau này là các bạn có thể một năm mắc được khoảng từ 2 đến 3 con tướng cam. Với cái việc là các bạn đạt được VIP 14 càng sớm càng tốt. Cách thứ hai để các bạn có thể lấy được chọc vàng trong game. Cái cách này ấy, thì có lẽ là nhiều anh em sẽ thấy là hơi khó một chút. Nhưng mà mình sẽ tiết lộ cho các bạn luôn. Đó là những cái event đua 20 chọc. Ví dụ như là tăng power này, xài tăng tốc này. Thì những event đó ấy, đầu game thì bot họ sẽ đua rất là nhiều. Còn càng về cuối game thì cái số lượng người đua event này nó càng giảm đi. Ở đây thì hiện tại mình ăn được một cái top 1 với 1.600.000 pound. Thì đây là một con số pound cực kỳ thấp. Và đối với cá nhân mình cũng thấy là nó rất là thấp. Bình thường để ăn được cái top 1 này mình phải mất khoảng 3.000.000 pound cơ. Nhưng mà có lẽ đang là cuối KVK và các thành viên của Kingdom của mình họ cũng đã rất là mệt rồi, nên là mình đã có một cái top 1 rất là dễ, 20 chọc vàng. Thì đối với cái event này ấy, cái Kingdom chết thì các bạn có thể ăn được cái top 100 nó rất là dễ các bạn. Đôi khi các bạn chỉ cần dùng một ít tăng tốc thôi là đã ăn được 1 chọc rồi. Và có còn hơn không. Nhưng mà nếu mà đã xác định đua thì anh em phải xác định đua luôn top 1, top 2. Còn cái top 3 thì nó thật sự là nó không quá ngon. 5 chọc vàng thì nó chỉ bằng khoảng chưa được 2 ngày VIP 14 nữa. Nhưng mà cái top 1 này và top 2 thật sự xứng đáng. Thì khi mà đầu game bot đua nhiều thì anh em không cần phải cố mà đua làm gì. Các bạn cứ để dành speed ở đấy. Bởi vì các bạn không đua bây giờ thì khi mà ví dụ về sau các bạn bay kingdom khác, hoặc các kingdom của các bạn ấy nó ít người đua đi, thì các bạn đua rất là dễ. Hồi đầu mình đua những cái event này gần như không có cửa để vào top 10 luôn. Nhưng bây giờ thì cái top 10 đôi khi mình xài một ít tăng tốc cũng vào rồi. Nhưng mà mình đa số mình đua là cố gắng lấy top 1, 2. Đặc biệt là top 1, top 2 đa số là do bị giật vào phút cuối thôi. Nếu như các bạn mà cảm thấy cái việc mà đua event 20 chọc nó quá khó đi, bởi vì các bạn mới chơi, và đến cái ngày mà các bạn đua được event đấy có lẽ phải 1 năm, 2 năm sau thì nó rất là lâu, thì sẽ có một event mà các bạn sẽ được tham gia rất là sớm ở trong game. Và nó cung cấp cho các bạn một số lượng chọc vô cùng ổn định mà các bạn có thể lấy được ngay từ giai đoạn mà trước KVK1. Đó chính là cái sự kiện đánh ạc ở Osiris. Ở đây thì mình phải kiếm cái chiến báo đã. Đây. Thì khi đánh ạc các bạn sẽ có nhận được chọc vàng bất kể các bạn thắng hay thua. Khi các bạn thắng thì các bạn sẽ nhận được nhiều hơn. Và cái số lượng điểm các bạn ghi trong trận đấu đó ấy, nó càng cao thì số lượng chọc các bạn nhận được càng nhiều. Tối đa là các bạn sẽ nhận được 10 chọc với cái mức là 10.000 điểm ở team thắng. Và các bạn sẽ nhận được 5 chọc cũng với số mức là 10.000 điểm nhưng mà team các bạn thua. Ngoài ra thì còn được đến 2.000 game cũng cực kỳ ngon luôn. Cái game này các bạn vẫn có thể sử dụng để chơi các event khác. Từ đó cũng kiếm được chọc vàng hơn. Thì cứ 2 tuần một lần, nếu các bạn đủ may mắn thì các bạn sẽ có khoảng 20 chọc vàng mỗi tháng. Tức là các bạn đánh 2 trận thì các bạn sẽ win hết Bên cạnh cái việc thắng ấy, anh em nhớ là cố gắng kiếm được 10.000 điểm. Các bạn mới chơi ít lính thì các bạn cũng không cần phải lao vào đánh nhau làm gì nhiều. Các bạn có thể là farm cho đủ 10.000 điểm và nhồi lính vào rally, từ đó giúp team của các bạn thắng ấy, thì cái số lượng chọc nhận được sẽ cao hơn. Và đặc biệt là anh em nhớ đừng bao giờ bỏ lỡ đánh ảo Osiris, một sự kiện free chọc quá là ngon đi. Nếu mà các bạn sợ mà đánh clan chính không ăn được quá thì anh em có thể đánh clan phụ để hy vọng là gặp cái team nó yếu hơn. Cách tiếp theo đó là các bạn tham gia những cái event trong game. Ví dụ như đợt này đang có event Kalluak. Event Kalluak ở cấp độ 50, cái mức độ khó nhất, các bạn sẽ nhận được 12 chọc vàng. Cực kỳ ngon, vẫn là một event free và các bạn có thể đánh bot của liên minh nữa. Thì trong 5 bot này nó sẽ test nhân phẩm của các bạn thôi. Các bạn sẽ có thể nhận được đâu đó, nếu mà xui thì có thể là không nhận được chọc nào, nhưng mà nếu hên các bạn có thể nhận được khoảng 6 chọc hoặc là 7 chọc gì đó là hoàn toàn có thể nha. Một event hoàn toàn miễn phí. Thì đối với cái event này các bạn sẽ gọi con bot Kalluak ra để các bạn đánh. Đánh thì nó rất là dễ, các bạn có thể sử dụng 5 đạo để spam nó đánh, hoặc các bạn có thể gọi rally, và các bạn cũng có thể nhờ đồng minh của các bạn rally hộ. Một cái event free trong game rất là ngon. Ngoài ra thì trong game cũng có rất nhiều event khác, ví dụ như event 7k game, event 30k game. Thì event 7k game thì nếu anh em chưa biết, đó là cái event các bạn sẽ bỏ ra 7.000 game để các bạn mở một cái gói trong game, và các bạn làm hết gói đó tổng các bạn nhận được sẽ là 35 chọc vàng. Một event có thể nói là lấy chọc ngon nhất game. Còn event 30k game tức là cái event mà các bạn sẽ sử dụng game để mua vật phẩm và đổi chọc vàng, thì mỗi chọc vàng trong event đó nó sẽ có mức giá tương ứng là khoảng 1.000 game, một tượng. Các bạn cũng có thể mua chọc ở trong shop VIP, nhưng cái giá chọc ở trong shop VIP này thì cực kỳ cao. Mình nghĩ là chỉ có bot mới mua ở trong này thôi. Thì ở trong này có bán cho các bạn chọc vàng với mức giá là 2.000 game một chọc, và số lượng mỗi tuần là 20 chọc. Thì thực sự mà bạn nào nạp tiền ấy, thì có thể mua trong này. Mức giá nó hơi đắt nhưng mà nó sẽ giúp các bạn có nhiều chọc hơn. Và mỗi đợt tiêu game, nếu các bạn muốn có nhiều chọc để lên tướng thì các bạn cũng nên mua ở trong này nếu các bạn mới chơi nha. Còn nếu các bạn đã chơi lâu, các bạn đã có một vài cặp tướng rồi ấy, thì các bạn sẽ nhận ra là cái số lượng chọc vàng như thế này ấy, đôi khi nó lại không quan trọng đâu. Nhất là các bạn chưa VIP 14 thì tiêu game các bạn nên lên VIP 14 thay vì mua chọc ở trong này. Ngoài ra thì trong game còn có một số cái sự kiện khác để giúp các bạn kiếm chọc. Ví dụ ngon nhất đó là sự kiện lật bài. Lật bài là một cái sự kiện mà các bạn sẽ sử dụng game để lật những cái vị tướng có trong game. Như mình thì gần đây mình đang lật bài Artemisia, và hiện tại mình đã có mức skill là 5500 rồi. Mình vẫn đang còn dư 21 tượng nữa, đa số là tuần lật bài hết. Và Artemisia thì 600 ngày các bạn mới có nha. Event thứ hai mà các bạn cũng có thể dùng game để chơi đó là event vòng quay may mắn. Thì các bạn quay vòng quay, các bạn sẽ nhận được chọc vàng, nhưng mà cái chọc vàng từ vòng quay thì mình sẽ nói là nó sẽ có tỷ lệ, nếu bạn chơi full 100 vòng là 72.000 game thì các bạn sẽ nhận được đâu đó khoảng 70 chọc. Tức là 70 chọc ở đây ấy là cả chọc thường cộng với chọc chung nhá, tức là các bạn nhận cả thưởng lẫn các bạn quay được ấy. Thì thực sự là nó cũng huề huề thôi, bạn hên thì bạn sẽ lời, còn bạn xui thì bạn sẽ lỗ. Vòng quay may mắn thì có cái điểm yếu vòng quay may mắn ấy, đó là nó tốn một lúc nhiều game quá. Tức là cùng một lúc các bạn phải có sẵn trong người hơn 70.000 game để chơi. Các bạn chơi xong là nếu mà có event khác là các bạn coi như là bó tay luôn. Còn nếu các bạn đang trong KVK, bất kể là KVK nào thì các bạn cũng đều có thể lấy được chọc vàng thông qua cái thành tựu ở trong game. Đây là những cái hoàn toàn miễn phí thôi. Hiện tại thì KVK này của mình thua, và KVK này mình cũng khá là bận nên là mình chơi thì mình đã mít khá là nhiều quà. Nhưng các bạn có thể thấy là chọc vàng trong những cái phần quà này nó có rất là nhiều nha. Và KVK 1, 2 và cả KVK 3 nữa hình như là đều có số lượng chọc nhận được nó sẽ nhiều hơn map chinh phạt. Và các bạn cũng có thể mua chọc vàng thông qua cái cửa hàng chinh phạt này. Các bạn sẽ sử dụng xu chinh phạt để các bạn mua tượng. Ở đây các bạn có thể mua tối đa 25 tượng với cái mức là 10.000 xu. Thì thực ra một mùa ấy các bạn sẽ dư xăng, kể các bạn chơi miễn phí các bạn cũng dư sức để mua được 25 cái tượng này. Nhưng mà mình thì không khuyến khích lắm, anh em thì nên mua những cái vật phẩm mà nó hiếm như thế này hơn. Còn chọc vàng thì có thêm 25 tượng thật sự rất là ngon, nhưng mà nếu các bạn thật sự cần thì các bạn mới lấy, còn không thì các bạn có thể ưu tiên những cái món ở dưới. Một cái cách khác để các bạn có thể kiếm được tượng huyền thoại ở trong game đó chính là từ cái sự kiện quán rượu huyền thoại, nay đã được đổi tên thành nhà kết giao huyền thoại rồi. Thì cái này mỗi ngày các bạn sẽ được mở free một lần, và các bạn sẽ có tỷ lệ nhận được tượng của những vị tướng map chinh phạt mà các bạn yêu thích. Thì cái tượng tướng này thật sự nó cũng không quá ok, bởi vì nó sẽ rơi vào những con tướng mà có thể các bạn không muốn lên. Ví dụ các bạn đang muốn quan vũ đi thì lại rơi ra tượng Artemisia thì các bạn không cần thiết. Nhưng bù lại thì cái sự kiện này nó sẽ cung cấp cho các bạn cái xu. Ở đây sẽ có một cái là xu thần hiệu. Nếu các bạn mà quay ra những vị tướng mà các bạn đã sở hữu rồi ấy, thì cái vị tướng đó và cái chọc vàng đó sẽ quy đổi sang xu. Và cái xu này các bạn có thể sử dụng để mua cái tượng chỉ huy huyền thoại. Và trong cái shop này ấy, thì chỉ có cái tượng chỉ huy này là ngon nhất thôi, chứ còn cái chìa khóa và mấy cái khác mình nghĩ là cũng không cần đâu. Thì đây cũng là một cách để các bạn kiếm chọc, bởi vì dù sao thì cái sự kiện này các bạn mở free, chìa khóa thần hiệu các bạn cũng kiếm free luôn, nên là cái chọc này mình có thể nói là free hoàn toàn. Tiếp đó thì các bạn có thể đánh Olympia, nhưng mà Olympia thì hôm nay thứ hai đầu tuần thì đã hết rồi, và mình cũng hy vọng các bạn có một ngày thứ hai làm việc và học tập hiệu quả nha. Thì cái đánh Olympia thì nhiều anh em lười, nhưng mà thực ra anh em nghĩ kỹ đi, các bạn đánh Olympia mất đâu đó khoảng 1 tiếng thôi, trong 3 ngày cuối tuần dành ra 1 tiếng đánh Olympia thì các bạn sẽ nhận được 2 chọc vàng để tối ưu con đường lên tướng hơn. Trong tựa game Royal Kingdom ấy, thì nếu các bạn siêng thì về lâu về dài ấy, cái kết quả cái ạc của các bạn ấy sẽ khác hoàn toàn so với những bạn mà lười, bởi vì các bạn tích tiểu thành đại, cứ mỗi ngày các bạn cố gắng các bạn lấy thêm một ít thì sau một thời gian 1 năm 2 năm cái nick của các bạn nhìn nó sẽ sáng chóe, nó sẽ đẹp hơn là những cái người mà bỏ qua những cái sự kiện nho nhỏ. Ngoài ra trong số các sự kiện mà lấy chọc vàng trong game ấy, thì có một cái sự kiện cũng giúp các bạn kiếm được 6 chọc vàng, đó là cái sự kiện mà đẩy xe bò. Đẩy xe bò là tên dân gian, còn trong game thì gọi là vận tiêu. Thì cái sự kiện vận tiêu này của bên mình cũng mới hết, và đợt vừa rồi thì mình cũng bỏ lỡ mất cái sự kiện vận tiêu do là mình đã quên. Thì lời khuyên của mình cho các bạn mà muốn chơi cái sự kiện vận tiêu ấy, đó là anh em nhớ đặt chuông. Một sự kiện rất là ngon. Bây giờ sự kiện này chơi rất là dễ rồi, các bạn chỉ cần đi quanh cái xe và đánh một vài con quái thôi là các bạn đã nhận được mỗi lần là 2 chọc vàng, và 3 lần ở cái bức địa ngục sẽ là 6 chọc vàng, cực kỳ ngon, free luôn. Ngoài ra còn rất là nhiều cách để các bạn có thể kiếm được chọc vàng và tướng vàng khác trong game, nhưng mà mình sẽ xin được nhắc qua thôi, bởi những cái cách này mình nghĩ là nó sẽ tốn tiền và các bạn sẽ không thật sự là phù hợp với đại đa số người chơi. Đó là các bạn có thể mua cái gói hàng ngày này với 3 cái gói này, một ngày các bạn mua hết 3 gói sẽ mất 4.99 đô, nó sẽ rơi vào tầm khoảng hơn 200.000 Việt Nam. Thì với 3 rương chắc chắn các bạn sẽ mở ra 1 rương có tượng, và số lượng tượng nhận được nó sẽ rơi vào cái tầm là 1 đến 10 tượng. Và cái tỷ lệ ở đây mình nghĩ là trung bình các bạn phải nhận được khoảng 5 tượng đấy. Mặc dù cái tỷ lệ nhận được cao nó khá là thấp, nhưng mà đa số mình thấy là sẽ trung bình ở mức khoảng 4 đến 6 tượng. Và sắp tới đây thì trong game cũng sẽ có sự quay trở lại của Liên minh Osiris mùa 5. Và khi các bạn tham gia Liên minh Osiris, tức là liên minh của các bạn đánh Osiris đấy, thì các bạn cũng sẽ nhận được rất là nhiều chọc vàng. Và anh em cũng có một cái trò chơi mà anh em rất là thích, đó là tham gia cá cược. Thì các bạn có thể dùng cái xu cá cược đó để mua chọc vàng qua cái event Liên minh Osiris này một cách hoàn toàn free. Và để cách mà để cá cược thắng thì đôi khi các bạn cược kèo dưới nó sẽ win, nhưng mà mình hy vọng là khi mà giải đấu diễn ra anh em có thể cược chúng nó nhiều để có thể mua chọc nó miễn phí. Ok, như vậy là video về cách để kiếm chọc vàng trong game của mình đã kết thúc rồi. Và còn rất là nhiều cách kiếm chọc vàng khác, ví dụ như các bạn có thể mở chìa vàng này, các bạn có thể mua ở trong shop của chế độ chơi chinh phạt bằng xu chinh phạt những cái tượng của những tướng chìa vàng như là Ethel flash ấy. Thì còn rất là nhiều cách khác, mình chỉ đang nói ở trong clip này là các cách để các bạn có thể kiếm được chọc vàng chung. Thì hôm trước khi mà mình nâng mắc những vị tướng vàng cuối cùng ấy, thì mình có khoảng 700 tượng thôi, nhưng mà hôm nay mình đã có 906 tượng rồi. Và thật sự là cái tốc độ kiếm được chọc vàng chung trong game ấy, mình cảm giác là nó nhanh hơn hồi mình mới chơi rất là nhiều. Và theo anh em là mình có bỏ lỡ cách nào không thì các bạn có thể bình luận ở phía bên dưới nha. Chúc các bạn sớm lên được những vị tướng cao ở trong game. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video sau. Bye bye.